Hello, xin chào mọi người. Thời gian trước mình đã từng làm một cái clip về phiên bản Universal Ring của bên ESR rồi. Nhưng mà sau đó mình thấy họ bán một phiên bản mới, đó là cái vòng mắt xếp của họ nó có thêm một cái đuôi ở dưới nữa. Ây da, thế này mình đặt phiên bản này về luôn để gắn thôi. Mình thấy bản 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 trước cũng tốt rồi, nhưng mà bản này mình thấy nó full cái đuôi ấy, nhìn nó đẹp. Với lại một số sản phẩm mắt xếp thì nó sẽ cần hỗ trợ đầy đủ cả đầu cả đuôi nha. Cụ thể là những cái thiết bị kiểu tự nhiên mình quên tên rồi ta, pop socket, pop grip nè, thì nó sẽ có cả cái phần đuôi. Thì nếu mà dùng những cái sản phẩm không có đuôi thì nó không chắc bằng. Mình thấy nó cũng đẹp, thế nên mình đặt thử. Mình đặt về cũng khá là lâu rồi, chắc phải mấy tuần rồi đó. Nhưng mà mình không có hứng để dán, không có hứng để làm thì chính xác hơn. Một phần là cái con iPhone 13 Pro Max này thì gần như là khoảng, chắc khoảng nửa năm, nói chung là khoảng 3-4 tháng nay mình không xài rồi. Mình xài con iPhone 13 Pro ha, thế nên mình cũng không có nhu cầu mắt xếp ở trên nó nữa. Mà hôm nay mình vừa coi một trận Liên Quân. Hôm nay chúng ta đội tuyển Liên Quân của Việt Nam là V-Gaming vừa mới chiến thắng ở vòng tứ kết để có thể vào được bốn đội mạnh nhất của giải AIC 2022. Thế này mình thấy mình cũng có hứng. Thế này mình quyết định là đi lấy cái phiên bản vét của Caudabi. Phiên bản này nó không có mắt xếp, để gắn thử mắt xếp, cái vòng mắt xếp để vào xem coi nó sẽ như thế nào. Đó, đầu đôi câu chuyện như thế. Nói chung là mình nghĩ cũng không có gì đặc biệt đâu, tại vì gắn thì mình nghĩ chắc cũng na ná như cái thiết bị cũ thôi, cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Ủa sao cái này nó mở có vẻ hơi khó nha. Mở hơi khó. Đây là cái cục để bạn gắn vào điện thoại. Rồi, bản này mình sẽ có được hai cái vòng mắt xếp. Thì bản này mình lựa là màu trắng, người ta gửi đúng hàng ha. Rồi, người ta sẽ cho bạn một ít thứ để bạn lau. Chờ tí. Mình nghĩ là mình mua phiên bản này nó có hai cái vòng thì người ta sẽ cho mình hai bộ phụ kiện. Nhưng mà thực tế thì họ cho mình có một bộ phụ kiện à. Nè. Cái lau khô và lau ướt này nè, đúng ra mình nghĩ là người ta phải cho mình hai cái, nhưng mà người ta cho có một cái à. Mình xài xong một sản phẩm xong rồi mình muốn xài sản phẩm thứ hai là không còn. Rồi, thôi, cái đó tính sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Rồi, cái vòng mắt xếp ở trong thì nó sẽ là màu đen, và ở ngoài thì nó sẽ là màu trắng và có logo ESR. Hai miếng, một miếng cho Samsung và một miếng cho iPhone. Rồi, chúng ta sẽ xài cho iPhone nhé. Những thứ còn lại mình sẽ cắt nó vào, để vì một lý do thành thánh ở đấy mà sau này mình, cái miếng còn lại mình sau này mình xài, mình còn có phụ kiện để gắn nữa. Rồi, mình sẽ để nó ra một góc nhé. Rồi, mình sẽ để nó ra góc này đi, cho nó còn logo, còn link của sản phẩm để mọi người nhìn biết được cái hình. Cái vỏ cây này mình đặt xong mà mình không xài luôn thật sự ấy. Rồi, ok. Mình sẽ tháo phụ kiện của con nha. Thực ra mình cũng đang xài một cái vỏ cây của Caudabi. Phiên bản này là phiên bản ship. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi cái vỏ cây này cũ có mắt xếp sang cái vỏ cây mới không có mắt xếp để gắn. Rồi, như bạn thấy cái vỏ này nó không có mắt xếp ha. Trời ơi, sao nó trầy trội ghê dữ vậy. Nè, không biết hôm nọ mình làm gì mà sao nó xước dữ vậy. Tôi cũng chẳng biết. Rồi,
mình sẽ làm từng bước, mặc dù mình chưa đọc hướng dẫn sử dụng nhưng mà mình sau khi mình làm con lần trước thì mình cũng có thể đoán được rồi. Đây bạn sẽ thấy là cái đầu này là để gắn vào cái jack của điện thoại đó, nó sẽ vừa với nhau. Ok đó. Cụ thể ở đây là mình xài trên con iPhone 13 Pro Max. Ê, chờ tí, ở đây 13 Pro Max là bạn sẽ, họ sẽ ghi là dùng nút chỉ D, thì bạn sẽ bỏ nó vào D thôi. Nè, nó sẽ bấm nó ở đây. Đó, nhưng mà trước đấy mình nghĩ là mình nên lau vệ sinh cho nó sạch sẽ bằng phụ kiện họ cho. Bạn sẽ lau ướt trước. Lau ở cái chỗ mà bạn biết là nó sẽ gắn cái miếng thép này ha, miếng kim loại này nè, cho nó sạch thì nó sẽ bám dính tốt hơn. Rồi sau khi bạn lau ướt xong thì bạn sẽ lau khô. Hoặc là bạn có thể để một xíu, nó sẽ tự còn, nó cũng sẽ tự bay hơi và nó khô lại ha. Rồi sẽ bỏ lại. Ok, bạn thấy chưa, cái vòng mà xếp nó sẽ nằm ở khúc này và bạn sẽ dán nó vào. Ở đây họ có một cái chỗ để mở keo nè, chúng ta chỉ việc lấy nó ra thôi. Ok, chúng ta sẽ có cái bằng như thế này. Rồi, thả mọi thứ vào y như ở dưới thôi. Hơi là lật một xíu á. Nè, mình thấy không? Cũng hơi là lật tí. Chờ tí mình xem coi có bị lật không. Nhìn qua cái vòng này thì mình thấy nó hơi lệch qua mép bên trái, nhưng mà bỏ cái miếng này ra thì thấy nó cũng không lệch mấy nha. Rồi sau khi bạn dán xong thì bạn có thể lấy cái khăn khô hồi nãy của bạn á, đè lên mấy cái miếng keo cho nó chặt lại. Thông thường thì mình nghĩ là để mà cho nó ổn định luôn cái vấn đề keo á thì bạn nên để khoảng vài tiếng để cho keo nó ăn bám chặt hơn vào trong cái mặt lưng của sản phẩm. Rồi mình sẽ cho mọi người xem được độ dày của sản phẩm sau khi dán nó lên. Theo mình là mỏng á, khá mỏng. Okay, lúc này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như thế này, nhìn nó khá là xin tin dâu. Rồi mình sẽ thử xem so nó với cái vòng mắt xếp của một cái ốp bình thường thì nó có gần vị trí không. Nhìn thì cũng thấy khá là gần hơn, hình như của mình nó hơi thấp hơn một xí thì phải đó, mình dán có vẻ như cũng hơi nghiêng nghiêng một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ thử một thứ đơn giản nhất là sạc mắt xếp, xem coi nó có vào điện không. Mẹ ơi, cái cục sạc này của mình chắc cũng mấy tháng là không xài, bụi bám ghê quá. Rồi một tí bụi cho nó sạch sẽ, lên clip nhìn nó đỏ tẩm. Rồi
Em quên, chưa bật pin, bố tỏ. Ok, có sạc ha. Nó bình thường. Rồi, mình sẽ thử trực tiếp cái cục sạc mắc xếp trên cái cục sạc mắc xếp của mình xem ta. Nó sạc ok không? Sạc bình thường ha. Thấy gắn vào bình thường. Mình lựa nó màu trắng cho nên thì nó cũng khá là nổi. Bạn nào thích thì có thể lựa màu đen không. Hãng ESR người ta có bán một cũng trên bản như vậy nhưng mà màu đen. Bạn nào thích thì có thể lựa màu đen. Mình thì mình vừa mới lựa màu trắng tại vì mình muốn nó nổi một tí tí. Rồi mình sẽ thử gắn cái pop socket vào, pop clip vào xem như thế nào. Ôi trời ơi. Đúng là cái cục này của ESR nó là hút của nó tốt thật sự luôn á. So với chuyện sử dụng một cái không được rồi, mình nghĩ là chắc mình phải chờ một xíu nè. Bạn thấy chưa? Khi mà mình nảy cái nắp này ra mình có cảm giác là thiếu điều là muốn giặt luôn cả cái vỏ ốp đó luôn á. Chặt. Hút nó mạnh đấy. Cố gắng quay gần gần để mọi người nghe cái tiếng động khi mà cái pop rip nó chạm vào cái vỏ mắc xếp nhé. Mạnh lắm, nói chung là lực hút mạnh lắm. Mình trải nghiệm cái khoản mà cái này nè, lực hút của cái vòng này thì mình đã trải nghiệm nhiều rồi. Ở đợt trước mình đã thử rồi, mình thấy ổn lắm, không có bất cứ một cái gì phàn nàn, thậm chí nó còn mạnh hơn cả so với chuyện bạn sử dụng một cái vòng 500 mắc xếp mà gốc luôn á nè. Đó, mạnh hơn luôn á. Thích thực sự. Bạn sẽ xài trên những cái thứ mà nó hơi yếu. Ví dụ như những cái dòng ví mắc xếp, mình sẽ lấy thử một cái ví nhé. Đây, ví dụ như thông thường những cái ví mắc xếp da nó sẽ rất là 500 nó sẽ yếu, thông thường để lên những cái ví cái vòng này nè. Nó sẽ dễ bị rớt ra hơn. Còn khi mà sử dụng trên những cái thiết bị mắc xếp kiểu như là ring này đi ha, nó mạnh hơn hẳn luôn, tính an toàn nó cao hơn nhiều so với bản gốc luôn đấy. Hiệu quả lắm, thực sự hiệu quả. Ở đầu thì mình thấy dán không có được cân bằng lắm nha. Ở dưới này mình thấy mình dán không vừa thẳng lắm. Nhưng mà khi gắn những thiết bị có mắc xếp lên thì nó cũng khá là cân bằng ha. Và nó sẽ bị hơi hở một xíu, bạn thấy không? Do nó cao hơn miếng này nè, nó cao hơn một tí. Cho nên một số thiết bị nó sẽ, bạn sẽ thấy nó hơi hở một tẹo nè. Khi mà bạn nhìn lại những cái góc nó hơi nghiêng, mình thấy nó hở lên đúng không? Đó. Thì nó thì hiển nhiên rồi ha. Đó thì không có gì để phần nào. Bạn thêm một cục một thiết bị vào nữa thì nó sẽ to hơn thôi. Đó, thực ra thì ngày xưa mình thích nhất là cái phiên bản này nè. Một cái phiên bản ốp lưng cho con iPhone 13 Pro Max, thật là nhỏ, thật là gọn, thật là mỏng, thật là nhẹ. Tại vì con iPhone 13 Pro Max mình xài mình thấy nặng quá. Đó. Thì trong lúc mình chờ mãi mà mình vẫn không thấy một cái ốp nào nó đạt được những cái tiêu chí mình mong muốn. Kết quả là mình phải đổi sang con iPhone 13 Pro. Thì sau khi mình đổi sang 13 Pro thì mình đã quen 13 Pro rồi. Đó. Cho tới bây giờ mình mới thấy có một cái giải pháp nó hợp lý. Đó là bạn cứ mua một cái ốp nhẹ, mỏng mà bạn mong muốn, không có mắc xếp cũng được. Sau đó bạn gắn cái vòng ring nữa lên. Đó, cụ thể ở đây là cái phiên bản vest của Caudaby. Cái này mình mua chắc phải nửa năm rồi đó. Nè, mà mình có xài được đâu. Tại vì nó không có mắc xếp á. Bây giờ nè, bạn sẽ xử lý kiểu này. Chúng ta sẽ có một cái vỏ cây cho con iPhone 13 Pro Max. Siêu mỏng, siêu nhỏ, siêu nhẹ. Cái vỏ này chỉ có đầu 8g thôi. Đó. Thêm cái ring vào. Cái ring thì chắc một ít thôi. Nói chung cũng nhẹ lắm. Mình không có cân ha. Nhưng mà mình biết là nó nhẹ lắm thôi. Tại vì nó chỉ cần một cái bằng kim loại thôi mà. Đó. Nó sẽ như thế này. Cái này mình cũng chỉ demo cho vui thôi ha. Tại vì bây giờ mình nói thiệt là cái ốp này nó mỏng quá. Mình cũng không dám xài.
xài sợ nó hơi nó rớt một phát thì nó không có một tí tính năng gì bảo vệ cho cái điện thoại hết, xài cũng hơi ghê. Nhưng mà công nhận là sau khi gắn cái ring vào thì mình thấy nó chặt thật sự. Gắn những cái thiết bị kiểu pop rip này nè, nó chặt nít luôn, đẩy mà nó đi không nổi luôn á. Chặt lắm. Trời ơi. Chặt thật sự á. Đây, tôi đẩy ra để cho nó, tôi muốn đẩy cái miếng này nó răng nó vào bằng theo chiều ngang nha. Mà nó trượt không nổi luôn á. Này, trong khi nếu mà xài ở trên những cái dòng cây có mắc xếp cực mạnh, cái vỏ cây này cũng thuộc loại mắc xếp mạnh nha. Nè, bạn thấy chưa, mình đẩy cái vòng mắc, cái mắc xếp này nó đi ra theo chiều như thế này vẫn được này, thấy không đó. Nhưng mà trên cái cục của nợ này thì thôi, má ơi nó chặt. Ấn mà máu nó, bạn thấy ngón tay cái không, nó bị máu nó dồn vào mà nó không, nó bầm luôn ấy, mà nó còn, nó chỉ hơi nghiêng một xí thôi, tốt thực sự. Mình không hiểu tại sao cái vòng mắc xếp này nó chỉ cần như vậy là nó hiệu quả rồi, mà bao nhiêu hãng người ta làm cái vỏ cây mắc xếp nó kém như vậy, hay là hút nó yếu. Đó rồi, thôi được rồi, hôm nay do Việt Nam mới thắng thế nên mình có hứng mình quay cái đoạn gắn cái này vào thôi, chứ mình cũng, mình mua nó cả mấy tuần rồi mà mình còn chưa sử dụng nữa nè. Rồi ok ha. Hẹn gặp mọi người ở những clip khác.